Chào mừng bạn đến kênh YouTube của mình. Mình là Phú, sáng lập của Aventel. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với bạn quy trình khâu rãnh trượt vào thắt lưng. Đây là một trong những công đoạn quan trọng nhất của quy trình làm thắt lưng, có thể kéo dài đến vài ngày. Đầu tiên mình cần tấm da tách ra làm hai như thế này. Mình chỉ khâu rãnh trượt vào lớp da bên ngoài. Hãy bắt đầu nào.
Như bạn đã thấy, quy trình khâu tay tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành. Chúng mình là công ty duy nhất hiện nay sản xuất thắt lưng kiểu này. Vâng, nó có thể là hơi bị quá đáng một tí, nhưng sản phẩm đạt được là phần chịu lực của thắt lưng được gia cố khủng rất khó hỏng. Nếu bạn chỉ dùng thắt lưng trong một mùa rồi sau đó bỏ đi thì điều này không quan trọng lắm. Nhưng nếu bạn muốn một cái thắt lưng cũng bền như giày của bạn thì mọi chi tiết đều quan trọng. Thắt lưng có hàng chục màu của bạn lựa chọn, link ở dưới description. Chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn vào video sau.